Đây là giải pháp thiết kế đoạt giải nhất dành cho nhóm bán chuyên nghiệp của Nguyễn Kiên Tố và các bạn của mình tại cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội. Những bạn trẻ này đã thiết kế một không gian sáng tạo công nghệ, biến nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi nằm trong kế hoạch phải di rời khỏi nội đô, trở thành một thung lũng silicon mới tại Hà Nội với tên gọi Quận Đường Tàu 4.0. Phương án đạt giải của chúng tôi thì hướng đến một cái không gian sáng tạo làm về cái công nghệ 4.0, bởi vì bản thân cái công nghệ 4.0 nó cũng góp một phần giúp kích thích cái khả năng sáng tạo của con người. Đồng thời thì nó cũng là một cái đồ án đặt ở tại một cái khu đất vàng ở bên quận Long Biên. Thì cái việc xử lý việc bằng cái việc là cái ghép thêm các cái không gian sáng tạo ở ngay một cái nhà máy cũ nó cũng là một cái thách thức đối với cả nhóm. Hiện tại thì nhóm cũng đang có một chút cái sự tìm hiểu về cái việc là có thể trong tương lai sẽ hiện thực hóa được cái dự án này, mặc dù cái đồ án hiện tại nó mới chỉ dừng lại ở cái việc là thiết kế ý tưởng cũng như là vạch ra cái chiến lược. Đây chỉ là một trong rất nhiều những giải pháp sáng tạo tham gia cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Cũng theo đánh giá của giới chuyên môn, các giải pháp thiết kế lần này rất mới mẻ nhưng vẫn trên tinh thần khai thác tối đa và bảo tồn những giá trị di sản nội đô trong đó. Hôm nay thì được đến đây thì trước hết là tôi thấy cảm tưởng là một cái không khí rất là hoành tráng, ấn tượng và với có nhiều những cái tác phẩm đẹp. Cái Hà Nội của chúng ta thì rất là vinh dự được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo. Nhưng mà hiểu sáng tạo không có nghĩa là toàn những cái mới. Mà muốn sáng tạo thì phải trên cơ sở cái nền tảng văn hóa của chúng ta, cái di sản văn hóa của chúng ta, mà Hà Nội của chúng ta là thủ đô ngàn năm văn hiến, kho tàng di sản văn hóa rất là lớn. Nên là các cái tác phẩm trưng bày ngày nay thì thấy cái tính di sản rất là nhiều, đậm đặc. Và tôi cho rằng là cái việc mà vì chúng ta quảng bá những cái di sản này ở thủ đô, tức là một cái nhân tố, là một nguồn lực để chúng ta phát triển bền vững của thủ đô. Khi mà tiếp cận cái đồ án tham dự thí thì ban giám khảo cũng phải nói rằng là rất là ngạc nhiên và sửng sốt, bởi vì các cái bài thi đều có những cái sáng tạo rất là thú vị và sâu sắc và thể hiện một cái sự hiểu biết kỹ về cái văn hóa ngàn năm của Hà Nội, và họ đưa ra những cái giải pháp thực sự là có cái tính thực tiễn, mà nếu được xây dựng ấy, được hình thành thì hoàn toàn có cơ sở để góp phần cho những cái mạng lưới sáng tạo của thành phố Hà Nội. Cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội là khởi đầu cho quá trình xây dựng một cộng đồng sáng tạo trong lĩnh vực kiến trúc nghệ thuật. Các tác phẩm dự thi đều hướng đến không gian sáng tạo Hà Nội với giải pháp cụ thể và được nhận định là hoàn toàn có thể triển khai.